Rồi, nhập điện mà chờ chị Khôi ạ. Cảm nhận của chị về cái đàn này như thế nào? Đây là lần đầu tiên á, mình mua cây đàn là hiệu nước WK400. Mình cảm thấy rất là thích cây đàn này, kiểu dáng của nó thì gọn, phù hợp với những ngôi nhà nhỏ, rồi âm thanh cảm thấy rất là nhẹ nhàng, âm thanh nó thanh, rất là thật. Mình rất là thích cây đàn này. Cảm ơn chị ạ.